Xin chào tất cả anh em nha. Nay em sẽ giới thiệu cho anh em con lưu dắt tay cua ta. Con này nó xài cái động cơ cua ta E8 nè anh em. Xin lỗi anh em, E60. Cái vàng lông của mấy con xe lưu này thì nói với mấy anh em là bắt buộc là mình phải làm mới lại để cho mấy anh em mới vô được cái công trường. Bởi vậy bên em là làm mới sẵn luôn. Đó, mấy anh em có nhu cầu là mua về là đúc vô công trường một cách rọt luôn. Con này nó có số tới số lui và có rung nữa nè anh em. Con này thì em dọn mới rồi thì không có cái gì mà phải review nữa, chỉ quay cho anh em biết là hiện nay cửa hàng em có bán cái con này được thôi. Tất cả máy đã được bảo trì và làm mới 100% nha anh em. Cua ta có áo rồi, để em test nổ chạy tới chạy lui cho anh em coi. Chứ mấy cái con này thì nó mới tinh nè, mình đã dọn mới rồi mà đâu có gì để phàn nàn nữa. Tây quay giùm cái máy đi Tây. Cái này này mà em quay bằng tay được em cũng quay nha. Hoàng Anh, quay giùm tao cái máy cây. Quay giùm cái máy. Đây quay nè. Rồi. Làm như cái máy khó nổ luôn, nhiều hết sức. Xin chào tạm biệt mấy anh em nha. Chúc anh em một buổi tối tốt lành.